Cho nên là những ông tổ tịnh độ đó là do không hiểu đạo Phật, không hiểu về giáo lý sâu sắc của đạo Phật. Tôi xin thưa rằng trong đạo Phật của mình, kinh điển của mình đó, nhiều ông tổ dởm ở trọng á. Mà nếu mà các sư muốn muốn tôi chỉ là tôi chỉ được, với cái nhận thức mà thành thật muốn tìm hiểu đạo Phật, tôi chỉ mấy ông tổ dởm dở thôi. Còn ông tổ nào mà tổ mình nói theo cái danh từ thế gian đó, tổ tổ giỏi, tổ tu hành chân 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 chánh đó ha, thì cũng chỉ ra được vậy à. Hay là nói thông thường là ta là xin tổ dỗm tổ dỗm tôi chỉ là cái mộc, mà tôi đọc qua cái phương pháp môn tu dạy là tổ nào xin tôi chỉ ra cái mộc, điều đó có thiệt. Mà chư sư ai rồi cũng làm được việc đó. Các chư sư mà tu tập thiền định rồi là các ngài bồi dưỡng trí tuệ rồi, là các ngài dòm vô cái quyển kinh nào, quyển sách nào đó, là cái nào của dẫm, cái nào xịn ha, cái nào chơn chính, còn cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến, các vị dòm qua cái biết liền. Do vậy mà tôi nói rằng nếu mình tu thiền định đó, tu thiền định mà đúng thiền định thật sự chánh thống của truyền thống của Phật giáo á, thì có tu tịnh độ luôn ở trong đó. Mà nếu tu tịnh độ mà đúng theo cái truyền thống của Phật giáo á, thì tu tịnh độ gọi là tôn tịnh độ ha, mà vẫn là thiền định trong đó. Cái đó mình phải học, cái đó mình phải thiền định, mình phải tư duy. Mà nhất là bất cứ là ai mà nói rằng là tu tịnh độ chết rồi để được giảng sanh qua bên thế giới mặt trời lặn, đó là phương Tây đó. Không phải, không có cảnh giới cực lạc ở đó. Cũng như nếu mà tu thiền mà mình chờ tu thiền rồi mình chết rồi mình sanh qua Ấn Độ để mình có niết bàn, không có niết bàn ở bên Ấn Độ. Dầu Đức Phật Thích Ca là người ở Ấn Độ, nhưng mà nếu mình tu thiền rồi mình chờ chết rồi là mình ra sanh qua bên Ấn Độ để hưởng cái niết bàn của Phật Thích Ca hồi đó để lại đó, không có đâu. Mà mình phải tu, mình phải dùng trí tuệ và quán chiếu tư duy. Các sư ở đây có niết bàn ở ngay trong cái vùng đất, cái chùa chiền của mình, trên đất nước Việt Nam của mình. Hay là các sư mà đi tu tập mà tốt rồi đó, thiền định mà tốt rồi, các sư đi bất cứ ở nước nào trên thế giới, ngồi đâu ở đâu là các sư là thiền sư ở đó và có niết bàn ở tại đó. Chứ không phải là niết bàn nó có vùng đất nào, không có. Các sư mà có trí tuệ rồi, các sư mà đạt tới cái mục đích là giác ngộ rồi, giải thoát rồi đó, thì mình ngồi đâu là niết bàn ở đó. Mình ở đất nào, nước nào, xứ nào là ở đó là niết bàn. Cũng như các sư mà nếu mà tu tịnh độ mà đúng rồi đó, thì các sư ngồi đâu là cảnh giới cực lạc ở đó. Ngày nào còn sống là mình sống trong cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Và mình đi đâu là cũng có Phật A Di Đà, mình ngồi đâu cũng có Phật A Di Đà. Đất nước mình đều có cảnh giới là có Phật Di Đà ở chung với mình, và cảnh giới cực lạc là toàn thể, chỗ nào cũng có. Cái đó là hay hay lắm đó, trong đạo Phật của mình hay lắm. Mà cái đó là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Cho nên hồi xưa Đức Phật mà ngồi cái chỗ nào mà Đức Phật ngồi đó, thì cái chỗ đó gọi là tòa sư tử. Còn mình bây giờ đó, mình chạm cái tòa ngồi bằng cái ghế cây gỗ rồi cho chắc cho đẹp, hoặc có khi là mình nhờ thợ đúc bằng xi măng ha, mình làm cái tòa để mình ngồi, thí dụ vậy đó, mà bằng con sư tử đi nữa. Chứ sự thật không phải vậy. Ngồi bằng cái tòa bằng cái gỗ mà chạm con sư tử, hay là trên cái bục đá bằng sư tử, cũng không phải là sư tử tòa. Mà Đức Phật Thích Ca ngồi đâu á, là chỗ đó là tòa sư tử hết. Trong kinh điển thường nói đó,
Sư tử hống vô quý thuyết, bách thú văn chi dài não liệt, hương tượng bôn ba thất khức quy, thiên nhân tịch thính sinh hân diệt. Phật thuyết pháp á, cái tiếng chánh pháp tựa như cái tiếng gầm của sư tử. Cho nên gọi là cái tòa sư tử đó là cái, một cái ý ví dụ thôi. Bởi vì cái lời Phật nói ra, cái pháp mà Phật thuyết, nó như tiếng gầm của sư tử. Bách thú ở trong rừng nghe cái tiếng gầm của sư tử là như vỡ ốc, xé tiệm gan. Còn lời thuyết pháp và giáo hóa của Như Lai đó, lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người. Vì vậy mà những con voi mà lớn nhất, long tượng, hương tượng đó, còn phải khiếp đảm, huống chi là nai và chó chóc. Do vậy cho nên là cái chỗ nào Phật ngồi là gọi đó là tòa sư tử. Chỗ nào Phật ở, Phật đi tới đâu là niết bàn ở đó. Phật ngồi đâu, Phật ở chỗ nào là cực lạc ở đó. Cho nên tôi muốn nhắc Phật tử là mình phải tạo, mình phải tu tập cái pháp môn tịnh độ bằng cái cách là mình tạo cho ở trong cái gia đình, cho tự thân mình sửa sang, trao dồi thân cho thanh tịnh. Đừng có làm như việc cái bằng chữ ác ma tác đó, đừng có giết người, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngôn, đừng ý ngữ, đừng nói hai lưỡi, nói dối, đừng uống rượu. Nam cũng như nữ như vậy. Nói cách khác là phải tu tập ngũ giới mà cho thật là chính chắn. Và phát triển lên là mình tu tập thêm thập thiện nghiệp, là thân có ba nghiệp ác mình không làm. Đó là không bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có thể làm ra bốn điều ác, tội lỗi, đau khổ cho mình và cho người. Bây giờ mình không nói những điều ác, bất giọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dịch, không nói lời hung ác. Và ý của mình có thể khởi ra cái ý niệm cực tham, cực sân, cực si. Nó làm tổn hại mình ghê gớm lắm. Cực tham, mình thấy cái gì ở đâu mình cũng mê, cũng muốn, cũng tham. Thậm chí là đi đường mà giật tiền, giật bạc, giật xe của người ta. Đó là từ nó tham đó. Bây giờ mình bỏ cái, mình không làm cái đó. Rồi mình hạn chế cái giận dữ của mình đi. Rồi mình đừng bồi dưỡng trí tuệ, đừng để cho si mê mà chạy theo ngũ dục, mà gây ra mọi nguyên nhân đau khổ. Thế thì là phát triển lên từ ngũ giới, nó lên thập thiện nghiệp đạo. Thế thì cái nhà đó đó, cái gia đình đó là người ta chuyển biến cái gia đình của người ta thành cảnh giới cực lạc. Bởi vì cảnh giới cực lạc là gì? Là cái nhà đó, cái gia đình đó, cái chúng sanh ở trong cái cõi đó không có bị các điều khổ, mà chỉ có thọ hưởng, thọ dụng các điều vui. Do vậy mà nếu mình cải tạo là tam quy ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo trong cái gia đình của mình, là cái nhà của mình nó trở thành cảnh giới cực lạc. Cái nhà của mình là cực lạc, là tịnh độ, là có hạnh phúc và không có đau khổ. Thì cực lạc là cái đó. Chứ không phải chờ chết. Tu mà chờ chết rồi mới chờ Phật đưa tay về rút lên đó, cái đó là ảo tưởng quan đường. Không phải vậy đó. Không phải đạo Phật là vậy. Cho nên cái này là nó, mình nói hoài nó không có hết. Thì tôi cũng nhắc đơn sơ vậy. Bây giờ tôi nhắc cái điểm quan trọng nữa. Vấn đề đây nè. Vấn đề là chánh kiến và chánh tư duy. Cái chánh kiến của mình là thế nào? Lấy cái chuẩn nào để gọi là chánh kiến? Còn thế nào là không gọi là không chánh kiến? Mình tu Phật, đệ tử Phật mà mình cầu bên ngoài không đó, là tà kiến đó nha. Mình cầu vị thần này, vị thánh kia, ông Phật nọ, ông Bồ Tát nọ, mình lại mình kêu gào, mình gian sinh, mình tha thiết, và mình mua đồ hương năng trà quả, đồ quý mình đem lại mình cúng dường để mình mong cầu, mình lại lục để mình nhờ sự giúp đỡ đó. Cái đó là mình tưởng mình đệ tử Phật chứ mình là người tà kiến, không phải là đệ tử Phật. Như vậy được